Thợ Quê xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình dành một chút thời gian để mình chế một cái bếp củi. Thì cái bếp củi là bếp lò để nấu bằng củi đó cả nhà. Rồi cả nhà mình ai ở thành thị thì dùng bếp ga, bếp điện. Còn mình thì ở trên cái vùng này thì nó tóm lại là cũng là cái vùng cũng còn ở quê lắm. Thành ra mình hay đi kiếm củi thì về nấu nướng rồi nọ để cho nó đỡ chi phí. Thành ra hôm nay mình làm cái video này thì chắc có lẽ cũng không có mấy người là sẽ ứng dụng theo, nhưng mà những người nào mà không có xài củi á thì có thể xem đi giải trí cho vui. Còn nếu mà anh em nào mà ở miền quê như mình nè thì có thể thấy thích thì mua cá hai cá chảo cài về để làm như mình cái để xài. Thì hôm nay mình nghĩ mình làm cái lò này nó sẽ bền lắm, nhưng mà cái hiệu quả không biết ra sao. Bây giờ mình mời mọi người cùng mình trải nghiệm luôn ha. Rồi, hôm nay mình dự tính mình làm cái bếp này thì sẽ bằng ba cái chảo cài. Thì cái bếp này nó hơi tầm nặng cả nhà, nhưng mà có điều mình muốn đạt cái độ bền cho cao, thành ra mình sẽ xài cái độ tầm nặng. Thì chảo cài này mình cũng mua dây chai thôi cả nhà ơi. Rồi, với những cái chảo cài lâm này á thì nó có những cái lỗ sẵn ha. Bây giờ mình sẽ lắp cái lỗ này lại, rồi mình sẽ khoan lại, mình sẽ bấm lại mấy cái lỗ khác để cho nó sẽ rớt rò dưới than. Mình vừa khoét thêm một số lỗ nữa để cho trong cái quá trình mình đốt á thì tro nó sẽ rớt xuống để nó không có bị bít cái lò ha, nó làm cho ngợp thì nó khó cháy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lật úp lại, mình làm chân cái nha. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình hàn một đường thiệt kính luôn nha cả nhà. Đó. Xong rồi mình phát lỗ để cho lửa lên ở đây là ẩm khói. Cái lò này nó phải nói chứ cái lò này là rất là chất lượng nha. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình sẽ tiếp tục nha cả nhà. Rồi, vậy là mình đã vừa hoàn thành ha. Cơ bản của cái lò nó là vậy. Bây giờ mình sẽ mở cái miệng lò. Rồi, ở đây thì mình vừa trổ một cái lỗ ha để mình làm cái ống khói ra đây. Rồi, bây giờ tiếp tục mình sẽ hàn cái ống khói vô luôn nha cả nhà. Từ hôm rồi công chuyện làm cũng lu bu quá, rồi gặp cũng bệnh đau tùm lum tà la, thành ra lâu lắm rồi mình không có làm được clip nào chia sẻ cùng cả nhà.
Thì hôm nay mình làm cái clip làm cái lò này. Nếu mà cả nhà xem mà thấy có hữu ích hay thú vị gì đó thì tặng cho Thợ Quê một like ha, để ủng hộ kênh Thợ Quê. Thợ Quê cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, vậy là mình đã vừa hàn xong một cái lò. Thì bây giờ mình sẽ test thử coi nó cháy cho nó ổn định như thế nào. Rồi, vậy thì mình đã vừa test xong cái lò lửa cả nhà. Nó cháy rất là tốt ha. Thì lửa thì nó sẽ hút khói lên trên ống khói nè. Đó. Cả nhà thấy khói ngụm ngụm ha. Mình làm cái lò này thì tuy nó hơi nặng nề một chút nhưng mà được có một cái nó vững chãi cả nhà. Ví dụ như mình có nấu những cái nồi súp lớn hay gì đó thì nó cũng không có sợ bật ha. Nè, như cái cây này, củi này nó dài, mình gác ra ngoài rồi thậm chí mình lấy tay mình quánh luôn, nó cũng cái lò cũng không xi nhê gì luôn. Có thể nói là nếu mà mình ngồi ở đây cũng không ăn nhầm gì luôn cả nhà. Ngồi ở đây cũng không ăn nhầm gì luôn. Đó, tại vì cái lò này thì ba cái chân nó rất là vững. Ba cái chân nó mình cho cái chiều rộng á, nó bẹt ra. Nó gần hết luôn cả cái chảo luôn thì nó rất là vững ha. Nó không có bị cái tình trạng mà nó bị gập ghềnh. Đó. Thì cả nhà mình nếu mà ai cảm thấy thích thì có thể làm một cái để xài hoài luôn. Rồi, thì như vậy mình cũng chỉ qua mấy tiếng hồ làm thôi thì mình đã có một cái lò để bù lại tặng vợ nhân cái ngày 20 tháng 10. 20 tháng 10 mình không có quà gì để tặng hết rồi. Bữa nay mình tranh thủ chút thời gian mình làm cái lò để tặng. Rồi, vậy là Thợ Quê đã vừa chia sẻ cùng với cả nhà một video thì làm cái lò. Thì không phải là chia sẻ về kỹ thuật hay là cái cách làm gì hết, nhưng mà chẳng qua thì chia sẻ video này để cả nhà có ai rảnh thì xem cho vui thôi. Còn nếu ai thấy thích thì có thể mua mấy cái chảo về ráp cho mình cái để dành xài cũng được. Cả nhà xem nếu thấy thú vị thì tặng cho Thợ Quê một like để ủng hộ cho Thợ Quê. Thợ Quê cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ Thợ Quê xin chào và tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào một clip sau.